Chị bả dùng 5.000 hả? Hello, xin chào tất cả mọi người nha, chào cả nhà. Hôm nay thì xin lại tiếp tục giới thiệu thêm cho cả nhà thêm một cái món ăn. Đây là cái món ăn này cũng đã quen thuộc rồi. Đó là mình sẽ đi mua tầm 4 đến 5 kg ốc nhảy để mà mình luộc với nước dừa, cứ thử coi cái mùi vị nó khác so với hấp bia hoặc là mình luộc với nước như nào ha cả nhà. Cái này là mình sẽ luộc với nước dừa nha, vậy nó đi, đi mua thử. Mình đã đặt trước 3 kg 4 kg rồi, tại vì ốc này cũng thường người ta ít khi có lắm ở nhà, tại vì ta lặn người ta bắt từng con một á, với lại mấy trời động ít khi có lắm, nên mình sẽ dằn cọc trước vậy đó để mình giữ lại 3-4 kg đó. Giờ mình sẽ đi lấy nha. Mình đi đóng mà mọi người đi đóng nha, ốc mà người ta để dưới động. Nè mọi người, đó ốc người ta để dưới đó đó, họ để dưới động đó, đó. Đâu bỏ gì đó đó. Giờ có chưa, có chưa, cô đâu rồi? Ốc của mình dưới đây nè cậu. Ốc mình đâu? Nè. Ủa? Có. Ốc mình bỏ dưới đây. Cái màu vàng nữa. Cái đó hả? Cái đó là có ốc tượng mình hay nữa. Trong xuống đó. Tại tuần này bán nhiều ký vậy? Bán nhiêu ốc bên tay nữa? 1 kg cái gì? 1 kg cái gì? Có nhiều không? Tập 10 kg. Một cục dừa. Thôi không? Một cục dừa. Thôi thôi, có cục dừa đó, nãy bán đi. Tại vì cái vui này là cũng hấp bỏ bia. Dạ, luộc dừa là ngon luôn. Ăn là nước còn ngon. Có con ốc gì chổng nó cậu mình ăn nó thấy. Con ốc để tụi đây rồi, chị hai ba đi nha. Con giờ 3 cái. Đây, hai bác. Đâu có rồi sao? Ừ, chị hai đứa còn trứng á. Chị kiểu mà đóng đắng gì đó được không? Cái cốt đắng hả? À cả nhà ơi, xin vừa mới lấy ốc về nha. Nè, mình sẽ ngâm. Ngâm nước muối xíu ha, mình ngâm trong vòng khoảng 15 phút đi. Ốc nhiều lắm cả nhà ơi, mình tính mua tới 5 kg mà thôi, 4 kg để ăn đủ ha. Mình sẽ luộc với nước dừa và mình ngâm nó trong nước muối đi, gần cỡ 30 phút đi ha. Nước muối đi ạ, cho con đi. Cái con mà kiếm lại gì lại vô luôn đó chị Trinh. Để ăn kiếm. Trời ơi, bảo trời ơi. Bây giờ là mình sẽ trộn lên. Mình trộn lên cho nó thấm con ốc.
tại vì sợ nó lông nó dơ ở cả nhà nên mình phải trộn đều tay cẩn thận, phải ngâm nước muối cho chút xíu rồi cả nhà cho nó sạch sẽ rồi mình ăn. Chắc phải lấy cái nồi thật là bự. Cái đồng nó đẹp hơn, nhỏ đẹp hơn, nhỏ đẹp hơn nha. Có còn đẹp nhất cái vỏ vô cá luôn được á. Ốc này cái vỏ đẹp như bây giờ. Cá nữa. Cái nhà nhớ điều là mình luộc cho nó. Ông nói tôi chính con nào quá chứ chinh. Kỹ quá nó sẽ không bị đông. Thôi kia rồi, đẹp ra kia rồi. Chứ là tầm. Để tầm quá trời luôn, sao tầm này. Rồi, cả nhà mình vừa mới ngâm ốc xong nha. Bắt đầu là mình sẽ cùng với mấy đứa cháu của mình để mà mình ngâm lên ha, mình ngâm. Thì không phải là mình ngâm mà kiểu như là mình đã ngâm qua rồi thì bây giờ là mình sẽ bắt đầu là lấy nó ra để mà mình bỏ vô cái nồi. Sau đó cái mình luộc với nước dừa. Bây giờ phải đợi nhỏ cháu đem nước dừa xuống ha. Rồi mình đổ nửa trái thôi. Là thấm rồi. Bây giờ phải kiếm một cái nồi thật là bự để mà chứa đủ 4-5 ký ốc này. Đây cả nhà, đây là nước dừa nha. Nhỏ cháu mình nó đổ vô nè. Ở nhà nước dừa không? Tưởng đâu là rượu trắng, rượu đế không chứ. Đây là hai chai, mình sẽ đổ một chai vô để mà mình luộc ha. Mình đổ một chai vô để mà mình luộc. Còn một chai thì mình sẽ ăn mình sẽ để uống giải khát. Lòng riêu quá trời, bỏ muối vô nó dơ. Dùng nửa thêm cái đó. Này gần 5kg luôn đó nha. Ta cần thêm á, gần 1kg giống á. Mày bánh. Người ta bán cho mình rồi đầu tiên thì không lấy mối thì cần thêm. Mà cho thêm gần 5kg giống. Mày đem đổ biển đi. Đây vậy à. Đổ đây nào. Đổ đây kìa. Đổ đây nè. Đổ biển. Hùng ăn lên hùng biển nha. Bảo lấy chén xuống đi Bảo. Lấy chén xuống đi rồi đổ ra hai nồi thử ha. Đổ vô cái nào bự nó chứ lên coi nó vừa. Đổ ra cá đi. Cô để chấm qua bên đây đừng cho nước vô nha. Tắm đổ vô. Rồi. Đi qua bên kia. Có hết rồi Bảo. Không hết rồi. Làm gì không hết. Ông đổ một cái là hết luôn à. Đổ vô luôn tạo. Đó. Bỏ chị nhắc cái nồi đây. Ừ hơn quá cả nhà. Trả lại cho chị Như. Tôi lại rồi. Trả lại giùm đi. Đi tắm đi. Lấy ở đây là nước dừa cả nhà. Ta sẽ dùng nước dừa mình chải đều ha. Chai luôn. Chai luôn. Chai luôn. Quá mình tưởng đâu không có tại mình tưởng là không có đầy vô nha. Lên bếp. Nè lại cho nó kín hơi lại dễ. Bây giờ là mình sẽ chờ trong vòng cỡ 20 phút nha cả nhà.
20 phút thôi. Ốc này là phải chờ 20 phút thì nó sẽ chín. Mình đè cái này vô nè để cho nó không chín hơi hơn. Chín hơi hơn này thì nó mới mau chín hơn ha. Đó. Sắp ra đều đều là để ra trước đây rồi đầu kia nó chín rồi đầu kia nó chín. Được nó cả nhà. Có thôi. Có cái này mang được nó thôi tại ốc này nó hay vô sâu lắm. Có. Điện thoại mẹ em không có tới 4 mét rồi, thôi ba em lên biển. Cái này sâu mũi đẹp. Sâu thử coi. Thôi em vừa bơm hơi bánh chanh rồi. Sâu luôn mũi đẹp. Sâu luôn mũi. Chanh vô rồi đó. Sâu luôn mũi là biết luôn. Ở đó rồi đó, cao luôn mũi xong cái là hết thở luôn. Sâu luôn mũi vậy bạn. Đó là tao. Thầy cô chưa về. Ở bên kia có hai chuyện với đào đâu nghe ha. Hỏi chỉ được nhìn thôi. Rồi ok một đứa. Rồi cả nhà, mình đã cho thêm một lượng độ cây vô đây. Đây là cấp độ 7. Mình sẽ cùng những cái đám này nè để mình ăn. Đó. Giờ bắt đầu mình chuẩn bị ăn nha cả nhà. Quá trời ngon cả nhà ơi. Luộc dừa ăn với nước chấm chỗ này. Trời ơi còn bằng nữa. Mời cả nhà bắt đầu thưởng thức với mình ốc luộc dừa nha. Mời cả nhà. Rồi đổ ra. Tắt đây. Đổ đi. Bây giờ mình phải để cho nó nguội nha, rồi mình ăn cái này. Cho nó nguội nha. Cho nó nguội đây nóng lắm, giờ mùa để cho nó nguội đi chứ ăn liền nóng lắm. Ở đây gọi là 5kg nha cả nhà, ta cho mình thêm. Này 5kg luôn nha, không phải 4kg đâu. Tại vì người ta cho thêm mình thêm. Bỏ đây đi, bỏ đây nè. Nóng luôn nha, nóng chưa ăn được đâu. Nếu nào ham ăn không lựa đi. Ăn đi. Phải có cây kim. Bỏ cây ngâm cho lạnh lại chứ. Bỏ luôn đi. Tuyệt vời. Đây là hai thằng con kén của mình. Mời mọi người. Bữa hôm chứ không vô mà cậu. Vô vô vô. Tung đá tàu bay mày ăn được không? Không ăn đây. Chưa chưa bóc bung nó ra nữa. Cái vỏ. Rồi lấy ra đi. Mày ăn vô. Bỏ vô miệng đi. Mày ăn thấy nó ôm yếu không? Thấy chứ nó ôm yếu lắm. Nó phải ăn không? Cái ngón mặt con gì vậy? Chó con heo. Cái kim băng cũng cái bự này không? Cái bự nhất luôn á. Đây đâu nè.
mời cả nhà nha. Trời ơi, nó ngọt dai dai ngọt ngọt không. Cái thịt này nó dai mấy nhà ăn ngon lắm, cái nước dừa thấm vô nó ngọt lắm. Bây giờ phải tranh thủ ăn chứ thôi, bán này nó ăn ghê lắm cả nhà. Lúc nào mình ăn nó cũng thấy mình quay đây tranh thủ ăn liên tục luôn. Thì nói chung mình đối với mình thì rất là ngon nha cả nhà. Nếu cả nhà cũng muốn ăn thì mình đổ nước dừa vô, cái mình miếng luộc lâu lâu xíu. Có khi bạn hấp bia nha, cả nhà hấp bia còn ngon nữa. Cái này mình chưa từng hấp bia, chỉ hấp sơ qua 1-2 kg thôi, con này là số lượng lớn. Gì bả vô 5.000 hả? Thấm này mốt kêu sớm sớm gì trời. Nha, mốt kêu sớm sớm nha. Kéo ra. Không lấy con nó bị học nhưng chồng có nè. Ôi. Để giữa đằng đã. Đây ớt của cà chai sợ. Đây này ra đi. Mày không cần. Người mày ăn ốc một chút. Rồi ăn đi biết đâu. Ăn ốc bên Mỹ. Ngày mai ăn ốc. Xung bà la sao mới xung. Ồ yeah. Anh Mỹ. Ngon quá cả nhà ơi. Mẹ có ốc tím lại của chị này chị Vinh. Đúng rồi. Lát chanh nặng luôn nha. Em. Quá chị bự rồi nè. Không biết nước. Bạn lắm hả? Sao đi ăn được không Tân? Như me á nha. Trời sao là muộn. Quy một con. Mời cả nhà nha. Trời ơi. Nhìn nó mà chảy miếng cả nhà. Đã quá, nước bọt. Nước bọt lẻ ra cái đất của lẻ. Đã quá. Nó ngọt lắm mọi người. Nó cái nước dừa thấm vô ăn nó ngọt lắm. Ngon lắm. Từ cái nhà bả giàu mà trời. Rồi thằng nào ngồi đây làm cho mấy con ăn vậy? Bơm nước có gì đâu mà cuốn lạnh tao đi chứ trời. Chị cho nè. Bây giờ quay cho tao tiết kiệm lại cho mấy người uống. Mời mọi người nha. Quá trời ngon. Tao uống nước nha cậu. Tao uống nước nha. Còn nữa ngoài thấy khó chịu. Quá trời ngon cả nhà, đây là thánh năng nè. Anh đâu? Nãy giờ. Hồi nãy nó quay con cậu á. Nãy nó thấy cái mỏ là nó biết ăn dữ vậy. Quá gì cay cả nhà, mình ăn mà mình nghe nó la sùm nhức đầu quá, mình đuổi bớt rồi. Đuổi nó sợ con hay là lính đi trốn dịch trơn à. Cay lắm cả nhà. Rồi nói chung bây giờ mình không có chấm nữa, mình sẽ ăn không nó ngọt. Rất ngon. Quá đã không? Ngon thì bồi. Mặt tàu nó đá rồi. Đỡ, cái thằng tóc nữa. Ngon quá cả nhà. Rất tuyệt vời luôn. Những người mà ăn ké là ăn còn ngon hơn nữa. Tại vì họ cảm nhận rất là ngon, nhà không bỏ gì ra. Nhất là hàng này. Trời ăn đi. Ăn chưa? Ngon quá. Ăn cái tàu hết dính tàu chứ. Ngon lắm cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký cho kênh mình Mạnh Linh nha. Để mình càng ngày càng quay nhiều cái video sắp dẫn nữa. Hàng cả nhà. Mày khóc sao mày khóc quay luôn. Ốc này mình ăn là no luôn á nha. Nó đúng rồi nha.
không? Ăn vậy nó mới vui chứ ăn mình buồn ở nhà. Vừa có mấy đứa nó ăn ké mà vừa mấy đứa nó ăn mà nó sầm sàm nó vui. Sàm không sàm tới mức. Nữa nè. Hả? Nữa nè. Con nó nãy giờ em chưa ăn đó nha. Tao chưa ăn á. Tao ăn rồi đó. Ngon, ngon. Thật sự mình ngon là mình nói ngon à, dở mình nói dở thật sự. Ốc rất là ngon nha, nó dai. Nghe là sự của con nói không? Dở. Dở thấy sợ luôn, dở mà ăn ăn hết rồi. Nó nhà thấy không? Cháu nó thật sự nó dở thiệt mà nó dở cả nhà thấy nó dở ghê. Coi nè. Dở thiệt cô ơi. Gần hết rồi. Dở quá dở rồi. Dở nổi mà cái nồi nè. Cháu làm. Đồ. Con thầy nó nhanh nhưng mà mất cái kia. Không có ai tự nhiên cho mình đâu cả nhà, móc ra. Giờ phải tự móc rồi nè. Lâu gì á. Đó gì rồi ra. Quá trời ngon cả nhà, trời ngon quá. Ngon quá. Nó ăn gần hết rồi cả nhà. Trời ơi nó ăn bỏ cái túi nè cả nhà. Mấy nhỏ này nó ăn dữ. Nói chung này là vui cả nhà. Sự ra thì không phải là mình quay, nói chung là cái ốc này là mình quay là mình ăn thử coi là mình bỏ dừa vô, cái nước dừa vô ngon như nào. Sự ra rất là ngon cả nhà. Cái nước dừa vô nó ngọt. Tại ốc này cũng hơi mặn mặn rồi, mình bỏ nước dừa vô thì nó sẽ ngọt lại. Cái mùi vị nó rất là ngon nha. Nhanh tao. Đây tao. Nó đang chơi bài cào sóc 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 quá nhỉ. Chưa mày tao chết. Thôi thôi bây giờ mình xin kết thúc tại đây. À, cả nhà thấy kênh của mình hấp dẫn và hay và món ăn ngon thì nhớ đăng ký subscribe để mà nhận được cái thông báo sớm của mình nha. Bây giờ xin chào hẹn gặp lại. Bye. Tạm biệt cả nhà. Có người mấy cái